Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến bản tin phân tích tuần từ ngày 23 đến 27 tháng 5 năm 2022. Thì đầu tiên chúng ta đi vào tổng kết cái tuần giao dịch vừa rồi. Thì nhìn trên kịch bản, các bạn có thể thấy là tuần vừa qua cũng dự đoán một kịch bản vì chúng ta hồi phục và tiếp tục đi lên những cái nhịp tiếp theo. Cái vùng kháng cự đầu tiên đó là quanh 1240. Kháng cự tiếp theo nữa là lên 1300, quanh 1300, và nếu vượt 1300 với cái thanh khoản mạnh thì có thể tiếp tục tiến đến những cái vùng là 1360 cộng trừ 20 điểm. Thì thực tế chúng ta cùng đi lại thì cái phiên giao dịch tuần qua đó là cái ngày đầu tuần ngày 16 tháng 5. Thì 16 tháng 5 tiếp tục là một cái phiên giảm điểm và cái mức giảm là 10,82% tương 10,82 điểm tương 0,91%. Thì ở phiên giao dịch này thì cũng là một cái phiên sụt giảm rất là mạnh. Thì tâm lý mọi người phần lớn cũng là đang trong một cái trạng thái là hoang mang, đúng không? Thì rất nhiều những kịch bản đã được đưa ra. Tuy nhiên team cũng đã nhận định và cũng đưa ra kịch bản cho một cái sóng của cái tuần này, đó là cái nhận định ở phiên giao dịch ngày 16 tháng 5 và cập nhật đến các cái thành viên khách hàng cũng như toàn thể team cụ thể như sau. Thì đặc biệt thanh khoản được cải thiện và gia tăng mạnh trong hai phiên cuối tuần vừa qua cho thấy đã có một lượng tiền lớn nhất định tham gia bắt đáy hàng giá rẻ. Trong các đợt sụt giảm mạnh, dòng tiền này không mua lên mà chủ yếu là dòng tiền chờ hấp thụ lượng bán xuống. Với tình hiện nay thì phiên dịch hôm nay có thể là nhúng xuống quanh ngưỡng 1150 cộng trừ và sâu nhất là sát 1100. Và rất nhiều các cổ phiếu cơ bản tốt đã về cái mức hấp dẫn và đây là thời điểm thích hợp để tích lũy dần các cổ phiếu này. Dự kiến VN Index sẽ có sự hồi phục trong thời gian tới và đây là thời điểm hợp lý nhập hàng cho cái đợt sóng hồi lần này. Thì các mã ưu tiên trong cái đợt hồi này bao gồm các mã kẹt hàng ở tài khoản thì chúng ta mua thêm. Và hai nữa là các cái mã giải ngân mới theo cái nít bên dưới. Chúng ta thấy các nít ví dụ như DIG cũng mua 50-51, sell 3233, PVD vượt 18.5 mua thêm. PVS vượt 25, APS vượt 19, IDG vượt 18.5 mua thêm. Thì PVD, PVS và họ APEC thì thực tế là chúng ta đã mua ở các tuần trước là một lần và lần này chúng ta mua gia tăng. Còn một số cái mã chứng khoán như SI, HCM v.v. đang có xu hướng tạo đáy ngắn hạn và canh rung lắc để mua thêm hai mã này. Chúng ta trở lại diễn biến với lại phiên dịch của tuần đầu tuần vừa rồi thì 16 năm đúng không, là một phiên giảm điểm rất mạnh và thực tế chúng ta gom rất là nhiều hàng trong cái phiên này. Và đến phiên ngày 17 tháng 5 tiếp tục chỉ số đã nhúng xuống cái vùng điểm thấp nhất của phiên 17 tháng 5, đó là quanh điểm thấp nhất 17 tháng 5 là quanh 1156,54 điểm. Do đó là cái điểm thấp nhất này đúng không, tiếp tục lại có một cái điểm test nữa quanh 1155. Thì cái bản tin nhận định của cái phiên ngày 17 tháng 5 cũng đưa ra tiếp tục cập nhật đến khách hàng là với các cổ phiếu đúng không, VN Index đang nỗ lực tạo đáy sóng hồi, dự kiến sẽ có cái nhịp tăng trở lại trong tuần tới và đây là vùng ưu tiên để canh nhập các cái mã tạo đáy sớm hơn so với thị trường chung chứ không phải là vùng bán ra, và dự kiến thị trường chung sẽ có những nhịp rung rũ co giật trước khi vào sóng tăng trở lại. Với các cổ phiếu chỉnh sau sẽ tạo đáy sau và đi lên sau như các nhóm cảng biển, thủy sản, vân đạm vân vân. Nhóm này có thể ưu tiên hold chờ thêm và chờ tín hiệu của thị trường chung hoặc đổi hàng cơ cấu sang các cái nhóm mà tạo đáy sớm. Các cái cổ phiếu tạo đáy sớm hơn thị trường chung thì ưu tiên gom trước trong cái sóng hồi này bao gồm để sell DIG, HCM, SI, IDG, APS, PVS, PVD. Các thời điểm rung lắc là cơ hội mua được hàng giá rẻ và tích lũy dần cổ phiếu. Thì chúng ta thấy là ở các phiên 17 tháng 5, đúng không? 16 tháng 5 và 17 tháng 5 thì phiên 17 tháng 5 có thời điểm mà nhúng sâu nhất xuống 1156,54. Đúng với cái vùng team nhận định đưa ra là quanh 1150 cộng trừ 10, đó cộng trừ 10, 20. Đó là có thể là cái vùng đáy trong cái nhịp sóng hồi và rất nhiều cổ phiếu và trở về cái vùng hấp dẫn. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta gom được rất nhiều các cổ phiếu giá rẻ. Và tiếp tục sang cái phiên 18 tháng 5 thì đó là cái phiên mà 17 tháng 5 thì kết phiên thì tăng rất mạnh, chỉ số tăng tận 56,42 điểm ngay trong phiên đó, đúng không? Mức tăng 4,81%. Và sang phiên ngày 18 tháng 5 thì bắt đầu là chỉ số có cái sự rung lắc và rung lắc quanh cái ngưỡng 1240. Chỉ số đóng cửa tại ngưỡng là 1240,76 và có sự dao động trong phiên ở quanh cái ngưỡng là cộng trừ điểm thấp nhất ở đây là 1222 và điểm cao nhất là 1249,84. Như vậy là ở cái ngưỡng 1440 cộng trừ 10 thì đã có sự rung lắc điều chỉnh. Và đây cũng chính là cái vùng kháng cự mà team đã đưa ra, khuyến nghị đưa ra, chính là cái điểm số 1 trên màn hình ở đây. Quanh ngưỡng 1240 cộng trừ, chúng ta cùng trở lại cái phiên 18 tháng 5 để
tiếp tục các cái bản tin cập nhật cho team đúng không? Dự kiến VN-Index hôm nay sẽ rung lắc tại cái ngưỡng là quanh 1240 cộng trừ 10, vùng hỗ trợ là 1210 cộng trừ 10, và ai chưa mua đủ hàng có thể canh các cái đợt rung lắc chúng ta gom vào. Target các nhịp hồi phục lần này là quanh 1300 cộng trừ 20 và mạnh hơn là 1360 cộng trừ 20 trong thời gian tới, và nhà đầu tư lướt hạ ra vốn có thể là canh bán ở vùng kháng cự và chúng ta mua lại ở các vùng hỗ trợ. Đấy, thì thực tế là chúng ta thấy là liên tiếp các phiên ngày 18 tháng 5, ngày 19 tháng 5 đúng không? Lại tiếp tục xảy ra vấn đề rung lắc, và cái hỗ trợ ở đây là quanh điểm thấp nhất của cái đợt rung lắc này nó quanh 1211 đúng không? Hoàn toàn phù hợp với lại các cái vùng hỗ trợ đưa ra. Đó là quanh 1210 cộng trừ 10, thì thực tế là ở vùng sâu nhất đã test lại là 1211. Như vậy là khi chỉ số đi lên từ vùng 1155, đó là thời điểm chúng ta gom hàng, bắt hàng rất là tốt ở các cái điểm rung lắc, và lên 1240 cộng trừ 10 là cái vùng kháng cự đầu tiên chỉ số chúng ta cần phải chinh phục và vượt qua. Thì cái tuần vừa rồi thì khi lên đến vùng kháng cự ở phiên ngày 18 tháng 5 và đã có sự test trở lại quanh trở lại ngưỡng 1211 ở phiên ngày 19 tháng 5 và tiếp tục lại hồi phục lên ở phiên ngày 20 tháng 5, và hiện tại đóng cửa tuần là đóng cửa tuần thì tuần vừa rồi VNI chúng ta đóng cửa tại mốc 1300 để xem lại 1240,71 và tuần vừa rồi đã tăng được 57,94 điểm, tương 4,9%, là một trong những tuần mà có cái sự hồi phục đánh giá là cũng tương đối ok đúng không? Điểm trừ trong tuần vừa rồi là cái thanh khoản vẫn còn thấp, thì một phần thanh khoản thấp ở đây chúng ta phải kể đến là một số nhà đầu tư bị kẹt hàng ở vùng trên đúng không? Chúng ta chưa tham gia trở lại được, và các nhà đầu tư này thì phần lớn là canh thị trường chung và cổ phiếu mình đi lên và canh bán ra để tránh kẹt, nên ở trong giai đoạn hiện nay cũng không có giao dịch nhiều. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là cái thanh khoản vẫn thấp trong giai đoạn vừa qua, là phải kể đến là các nhà đầu tư lớn Big Boy cá mập thì gần như là vẫn đang giải ngân theo trạng thái thăm dò và nghe ngóng là chính. Và bởi vì đây là sóng hồi thì nhà đầu tư là phần lớn là chúng ta giải ngân rất dè dặt chứ không phải giai đoạn mà all in, nên là nó cũng tạo ra một cái lý do đúng không? Cái lý do, cái nguyên nhân tạo nên cái thanh khoản thấp của thị trường. Cái này thì cũng đã được cập nhật lên team rồi đúng không? Thì liên tiếp các bản tin ngày 18, ngày 19, vân vân, 19 thì cũng tiếp tục cập nhật các cái bản tin như vậy, và đến sáng hôm qua thì sáng qua cũng tiếp tục cập nhật các cái bản tin là VNI gặp kháng cự quanh 1240 cộng trừ 10 đúng không? Tại đây có thể rung lắc và dự kiến là cái xu hướng tiếp theo là vẫn là hồi phục lên các cái ngưỡng lên các ngưỡng là 1300 và 1300, nhưng mà với cái nền tảng và cao nữa là 1360, nhưng mà với cái nền tảng thanh khoản thấp như này đúng không, không được cải thiện, thì cái việc mà lên 1360 cộng trừ thời gian tới thì đánh giá cái kịch bản này nó có thể xảy ra, nhưng mà xác suất rất là thấp. Thì cái vùng kỳ vọng ở đây là chúng ta sẽ canh cái vùng kỳ vọng canh điểm 3, tức là quanh 1300 cộng trừ 20, nó có thể là lên các ngưỡng là 1280 và 1300 trong thời gian tới. Đó, trong thời gian tới của cái target hồi phục lần này, của cái sóng lần này. Đó là về VNI Index trong cái tuần, diễn biến trong cái tuần vừa rồi và các kịch bản trong cái tuần tiếp theo. Thì các cái cổ phiếu chúng ta cùng đi lại các cái cổ phiếu đã khuyến nghị cho các bạn trong các tuần vừa qua, để phân tích lại các cái cổ phiếu đó xem diễn biến các cổ phiếu như nào. Thì DIG đúng không? DIG thì cái vùng mà khuyến nghị quanh ngưỡng 50-51 thì đây cũng chính là cái vùng mà tạo đáy của cổ phiếu. Cổ phiếu có xu hướng là tạo hai đáy như đã phân tích cho quý vị và các bạn rồi đúng không? Đáy đầu tiên đây là cái đáy số 1, và cái đáy tiếp theo đó là cái đáy số 2 quanh ngưỡng ở đây là quanh ngưỡng 48-49, nó là các dạng hai đáy, hoặc đây đáy 1, đây đáy 2, đáy này thì phân kỳ, đồng thời tạo ra cái sự phân kỳ của RSI. Đấy, MACD bắt đầu cắt lên rồi, nhưng như vậy là cái xu hướng ngắn hạn của DIG đúng không? Chúng ta thấy là đã vượt cái ngưỡng kháng cự thứ nhất đó là quanh ngưỡng 56, và tại thời điểm chúng ta bắt đáy lần 1 và vượt 56 là cái đáy lần 2, thì vượt 56 ở cái bản tin ở cái ngày hôm phiên đóng cửa cuối tuần cũng đã báo chúng ta là vượt các cái ngưỡng như 55X này, chúng ta hoàn toàn có thể là gia tăng như DG là vượt 55X gia tăng này, SEL vượt 39 gia tăng, vân vân, hoặc một loạt các cái cổ phiếu khác đúng không, đã vượt đỉnh thứ nhất như là các cái cổ phiếu FCL cũng có biến động rất là tốt, hoặc PET vân vân, là các cổ phiếu mà có trạng thái rất tốt đúng không? APS vượt 21.3,
OK, IDG vượt 19 giá tăng, vân vân, một loạt các cổ phiếu trong cái tuần vừa qua cũng có rất nhiều các cái cổ phiếu như vậy. Trạng thái của DIG là đã xác nhận là đã tạo đáy ngắn hạn thành công quanh ngưỡng ở 4850, và cái target tiếp theo cổ phiếu này đầu tiên phải kể đến cái vùng này, cái vùng quanh 6364 là cái vùng thứ nhất, và cái vùng thứ hai đối với cổ phiếu này có thể chinh phục các ngưỡng cao hơn. Đây là quanh ngưỡng là ngưỡng 7274. Đấy, sóng mạnh thì có thể lên được cái ngưỡng này. Còn cái target ngắn hạn thì có thể là kỳ vọng lên được cái ngưỡng là 6264 trong thời gian tới như đối với DIG. Đối với sell đúng không? Sell cũng tương tự, sell sau khi chạm cái vùng vùng ở đây là cái vùng mà quanh ngưỡng 41 đến 43. Đây là cái vùng kháng cự đầu tiên. Đấy, kháng cự đầu tiên thì gặp khó khăn và đã bắt đầu là có sự rung lắc ở cái vùng này, nhưng mà về kỳ vọng tiếp theo đối với cổ phiếu này vẫn là lên các vùng kháng cự tiếp theo quanh ngưỡng 50-51 trong cái thời gian tới, cùng với lại cái sóng hồi của thị trường chung. Đó là hai cổ phiếu nhóm ngành bất động sản. Các cổ phiếu khác liên quan nhóm ngành bất động sản, NDG đúng không? NDG thì cũng có xu hướng tạo đáy theo với cái của ngành, nhưng mà hiện trạng của NDG thì cổ phiếu này thì có cái trạng thái là yếu hơn một chút. Đấy, thì cái vùng kháng cự tiếp theo của NDG trong cái nhịp sóng hồi này có thể lên đến những cái vùng quanh 14-15. 14-15 là cái vùng target bên trên. Một số các cái nhóm cổ phiếu khác như khuyến nghị trong cái tuần vừa qua thì chúng ta cùng điểm lại, trách lại như APS đúng không? APS thì vượt qua đầu tiên thì bây giờ đang gặp cái vùng kháng cự là quanh ngưỡng 20-21. Hiện tại thì đóng đến tuần vừa rồi là 20.4 mà chưa vượt qua được cái vùng kháng cự này. Như vậy là về nhìn về trạng thái hiện tại thì cũng chưa có vấn đề gì, có thể là cái vùng nếu vượt qua được ngưỡng 21 trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục chinh phục các ngưỡng 24-25. Đó là đối với target của APS. Đấy, APS trong thời gian tới đây. Như IDG, xem IDG tương tự đang gặp cái vùng kháng cự đầu tiên trong một nhịp sóng hồi. Đây là cái vùng là quanh 19x vượt. Đấy, thì kỳ vọng là với một cái phiên chúng cần phải một phiên bùng nổ với lại cái thanh khoản gia tăng nữa thì IDG có thể chinh phục những cái ngưỡng kháng cự tiếp theo ở bên trên này, tức là quanh ngưỡng 23-24 trong thời gian tới. Như điều kiện là phải một phiên bùng nổ vượt bứt thoát được khỏi cái nền tảng 19 tương giá 20 và với thanh khoản gia tăng thì có thể tiếp tục đi lên tiếp cái ngưỡng 23-24 trong thời gian tới đây. P chúng ta cùng xem lại các cổ phiếu họ P đúng không? Họ P như PVD đã chạm những cái vùng kháng cự đầu tiên thì các cổ phiếu đúng không? Cổ phiếu lên trước thì sẽ tạo đáy trước. Lên trước thì sẽ gặp kháng cự trước, còn cái cổ phiếu lên sau thì gặp kháng cự sau. Đây thì cái bản tin tiếp tục cập nhật buổi chiều ngày 20 tháng 5, tức là phiên cuối tuần, thì VN Index tiếp tục là một phiên giằng co với thanh khoản thấp chưa được cải thiện. Các diễn biến này có với diễn biến này thì các mã cổ phiếu có sự phân hóa mạnh trong thời gian tới đây. Các mã FA Food cơ bản tốt và đang được định giá rẻ sẽ tiếp tục đi lên. Các mã lên trước thì tích lũy chỉnh trước, các mã lên sau sẽ tích lũy chỉnh sau. Dòng tiền có sự phân hóa và luân chuyển từ dòng này qua dòng khác trong thời gian tới. Thì thực tế chúng ta thấy là đó, vừa phân tích cho mọi người là các mã mà đã tạo đáy sớm như mã bất động sản và mã APEC hoặc là cái nhóm P thì nó đã gặp cái vùng, vì nó tạo đáy trước nó lên trước nên nó gặp kháng cự trước đúng không, nên là trong các phiên tới có thể những nhóm này nó sẽ tích lũy lại và hoặc nó điều chỉnh nhẹ, sau đó nó mới chinh phục tiếp các cái ngưỡng tiếp theo. PVS tương tự đúng không? PVS thì chạy khỏe hơn PVD và đã tiệm cận các ngưỡng kháng cự quanh cái ngưỡng ở đây là quanh ngưỡng 28-30 rồi, đã tiệm cận gần cái ngưỡng đó. Cái phiên giao dịch ngày thứ 5 và thứ 6 cuối tuần thì đã có những điểm cao nhất là quanh 28-29. Đó là các cái ngưỡng kháng cự của PVS trong thời gian vừa qua đã tiến rất nhanh lên cái vùng kháng cự. Nên là có thể các cổ phiếu này nó sẽ tích lũy và tiếp tục nó đi lên về sau. Nếu lên trước vùng kháng cự thì nó sẽ tích lũy trước. Các cái nhóm khác vừa rồi đúng không, mới tạo ra những cái nền tảng đáy sau các cổ phiếu như FCL. Đây là cái cổ phiếu mà nền tảng tạo ra cái đáy sau thì team đã báo mua các cổ phiếu tạo đáy sau rồi. Đấy, vì FCL 15-16 chính là cái vùng này. 15-16 chính là cái vùng này, là cái vùng mà nền tảng tạo đáy sau. Các cổ phiếu khác chúng ta xem là Hack cũng bắt đầu là tạo ra các mẫu hình hai đáy ngắn. Đây là đây đáy 1, đây đáy 2. Đấy, tiếp tục tạo đáy ngắn và đi lên. Các cổ phiếu tiếp theo, FCL hay PET. PET tương tự, đấy, cũng dạng mẫu hình hai đáy ngắn. Thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà nó tạo đáy sau thì nó sẽ đi lên sau. Còn những cái cổ phiếu mà tạo đáy trước thì đi lên trước rồi. Nên là có thể dạng tới tuần tới nó sẽ là điều chỉnh hoặc là nó tích lũy. Còn các cổ phiếu tạo đáy sau này thì nó vẫn tiếp tục là nó đi lên, nó chinh phục. Đúng không? Các cổ phiếu view qua một số cổ phiếu nhóm thép.
thép thì có NKG đấy, NKG thì cũng đã tạo ra cái mẫu hình hai đáy ngắn và đi lên. NKG cũng cái dòng thép cũng đã được tin báo trong cái phiên cuối tuần vừa rồi, như NKG, HSG, TNH vân vân. Đó là các những cổ phiếu mà tạo hai đáy sau đấy, HSG hoặc TNH tương tự đấy. Thì cái điểm target đối với các cái cổ phiếu này như TNH này thì trước mắt là có thể chinh phục cái ngưỡng là 13 14 ở trên này, và cao hơn nữa nếu sóng hồi rất mạnh cao nữa thì có thể lên được cái ngưỡng là quanh 14x 15. Đó là cái target. HSG thì kháng cự đầu tiên của HSG chính là quanh cái đường quanh 22 2.2, và cái vùng tiếp theo là quanh cái vùng trên này, rồi quanh 24 25. NKG thì NKG đang chạm cái vùng kháng cự, như với cái lực đánh này thì NKG có thể sẽ sớm vượt cái ngưỡng kháng cự đầu tiên, đó là quanh cái vùng 30 và tiến lên những cái vùng mà 32 33 và cao hơn nữa trong thời gian tới, chính là cái vùng mà đây là cái vùng mà 36 37 trong cái tham tới đây. Đó là cái gọi là một trong cổ phiếu khá là khỏe, và là lãnh đạo cũng đăng ký mua vào 3 triệu, thì đây cũng là cổ phiếu mà các bạn có thể quan tâm trong các sóng hồi này, đúng không? PG thì trạng thái nó yếu hơn khá nhiều so với các cổ phiếu khác, thì đang có cái dấu hiệu là chứng lại cái đà giảm tạo đáy ở quanh cái vùng 36 37, thì cái vùng này chúng ta theo dõi ưu tiên các cổ phiếu vừa đấy thì như HSG hoặc NKG thì khỏe hơn rất là nhiều. Rồi tiếp theo các cổ phiếu khác đúng không? Chúng ta cần quan tâm đó là các nhóm thép thì đã phân tích rồi, thì chúng ta trở lại các cổ phiếu khác như cổ phiếu dòng bán lẻ thì cũng như MVFG đã chạm về sau một quá trình điều chỉnh dài thì đã chạm về các vùng hỗ trợ đúng không? FRT tương tự như FRT chưa tạo được mẫu hình hai đáy để đi lên, thì các nhóm này chúng ta theo dõi thêm. Các cổ phiếu nào mà tạo ra các mẫu hình hai đáy ngắn đi lên trước thì chúng ta ưu tiên đúng không? Các cổ phiếu, một số cổ phiếu nhóm ngành hóa chất và phân đạm như DCM đúng không? DCM đây. DCM sau khi trở về các cái vùng hỗ trợ rất mạnh là chính là cái đáy cũ ở đây thì bắt đầu có tín hiệu hồi phục, nhưng cổ phiếu này đang chạm cái vùng kháng cự đầu tiên. Trong quá trình hồi phục này là đang chạm cái vùng kháng cự đầu tiên, DCM chính là 3233. Thì cái cổ phiếu này các bạn muốn gom hoặc các bạn muốn bắt cổ phiếu này thì các bạn chờ này, quá trình test lại tạo đáy như thế này sau đi lên đúng không, thì các bạn bắt ở cái đáy này thì ok đúng không. Cái target của cái sóng hồi lần này có thể lên cái vùng cao hơn ở đây, chính là quanh cái vùng 3738 đối với lại DCM, DPM vân vân. DPM cũng thế, tương tự là đã chạm cái vùng kháng cự đầu tiên rồi, cái vùng kháng cự ở đây là quanh ngưỡng là 56 57 đấy, 56 57. Thì chúng ta nếu chúng ta bắt các cái cổ phiếu này trong thời gian tới thì chúng ta cũng canh là nó tạo ra những cái nền tảng đáy, thì chúng ta tạo ra đáy hay thì chúng ta gom vào, còn nếu không thì chúng ta chờ đợi đúng không, chúng nó quan sát diễn biến tiếp theo của các cái cổ phiếu này đấy. Cổ phiếu này có thể lên được các cái vùng, nếu khỏe thì có thể lên được các cái vùng trên này đây, chính là quanh cái điểm số 3 ở đây, quanh ngưỡng 61 đến 63, đó là đối với lại DPM đấy, trong cái đợt 6 lần này. Một số cổ phiếu khác như nhóm bất động sản thì vẫn chưa thấy cái này, bởi vì bất động sản trong đoạn vừa qua là cái nhóm này nhóm chỉnh sau, nhưng mà chưa thấy cái quá trình tạo đáy thành công đối với cái cổ này, như VHC, ANV cũng tương tự. ANV thì có ngưỡng hỗ trợ dưới ở đây là quanh ngưỡng 3940, chúng ta phải quan sát cái ngưỡng hỗ trợ 3940 này trong cái tuần tới, nếu test thành công 3940 thì sẽ có cái nhiều hồi trở lại quanh cái ngưỡng đây là cái ngưỡng là 42 đấy, 42 đó nha. Tiếp tục nhóm cảng, cảng này có HAH đúng không, HAH tương tự không vượt qua được cái kháng cự quanh 7576, đây đóng cửa liên tiếp bị bán mạnh ở cái vùng 7576 này, không vượt qua được, nên ở đây vẫn là cái kháng cự trước mắt trong ngắn hạn. Để một cái sóng hồi này thành công thì cần phải vượt qua được cái mẫu là quanh cái 7576, vì đây nếu không vượt qua được thì nó cũng có thể trở thành các cái mẫu vai đầu vai, đây vai bên này đúng trái phải như các cổ phiếu ở nhóm thủy sản hoặc là phân đạm thời gian vừa rồi, nên là cái ngưỡng 7576 là phải vượt qua được các ngưỡng 7576 thì mới ổn trở lại. Đó là HAH, GMD, GMD tương tự trạng thái GMD cũng khá yếu trong cái đợt vừa rồi, khi mà chưa tạo ra những cái mẫu hình mà tạo đáy đi lên đúng không? Cổ phiếu này chỉ là cái nhịp hồi và cái vùng kháng cự đầu tiên là quanh 5253 đã không vượt qua, nên là trong ngắn hạn cái vùng 5253 là nếu không vượt được cái vùng này đúng không, thì cái vùng này chính là vùng ưu tiên canh bán, và ai nữa thì có thể là canh gom trở lại khi cổ phiếu là test trở lại quanh vùng 4748 hoặc là dưới 4748 trong thời gian tới đó, để ăn những cái nhịp mà nó dạng sideways down. Như sideways down thì vẫn có những đợt hồi đấy, vẫn có những đợt hồi lên như này, nếu các bạn bắt tốt cái giá tốt thì vẫn ăn được một cái nhịp nhỏ, nhưng mà về chen, về triển vọng cái cổ phiếu này đúng không, về chen thì vẫn là cái sideways down, nó chưa bứt thoát được khỏi cái chen này đó.
Đó là các cái cổ phiếu, phân tích cho các bạn là một số cổ phiếu mà nó tạo đáy sớm, tạo hai đáy so với thị trường chung. Rồi các cái nhóm khác, nhóm chứng khoán, chúng ta thấy là VND đúng không? VND thì có một nhịp hồi phục từ điểm số 1 lên điểm số 2, và cái điểm số 2 cũng chính là cái vùng kháng cự hiện tại của cổ phiếu này và chưa vượt qua cái vùng 24 hay 5. Đấy, đây là cái vùng kháng cự đầu tiên mà chưa vượt qua 24 hay 5. Như vậy là rất có thể VND sẽ lùi lại, cái lùi lại để tạo thêm một đáy nữa. Đấy, chính là ở tại cái điểm số 3 này. Điểm số 3 test đáy thành công thì có thể cái target tiếp theo đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán là nên vùng như VND có thể lên được cái vùng là 27, 26, 27 trong thời gian tới. Đấy, SSI tương tự, SSI thì là cổ phiếu chạy sau. Chạy sau hiện tại cái vùng kháng cự đầu tiên đối với SSI chính là quanh cái vùng mà 29 30. 29 30 này cũng chưa vượt qua, như vậy là đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khối ngoại cũng là bán ròng rất mạnh cái cổ phiếu này trong cái thời gian vừa rồi, nên là khối ngoại phải dừng bán hoặc là ngừng bán cái cổ phiếu này. Tự doanh thì vẫn tiếp tục trong các phiên tuần vừa rồi thì có phiên gom biên bán, nhưng mà về nhìn chung đúng không? Cổ phiếu này đang có sự ổn định quanh vùng 28 29, tích lũy nếu vượt được cái 30, vượt được cái giá 29x, nếu vượt được 30 thì cái target của SI trong thời gian tới là lên cái vùng là 34 35. Đấy, cần phải vượt được cái vùng 30, cái vùng mà kháng cự tạm thời đối với cái cổ phiếu này. HCM tương tự, HCM ở cái nhịp sóng hồi của chúng ta đã chạm đến cái vùng kháng cự đầu tiên, nó quanh cái vùng mà 24. Đấy thì cần phải vượt 24, nếu vượt 24 thì chúng ta sẽ có target tiếp theo, đó là quanh ngưỡng 27 28. Đó, trong thời gian tới. SHS như vậy là chúng ta vừa view SHS thì vùng kháng cự đầu tiên chính là cái vùng quanh 18, 18 vượt 18 thì chúng ta sẽ có những target tiếp theo như là quanh vùng 19 20 trong thời gian tới đây. Như vậy là cái sóng hồi của ngành chứng khoán chúng ta vừa view một loạt thì thấy là một là ngành chứng khoán là đang vào những cái vùng kháng cự cũng có xu hướng tích lũy lại đúng không? Ngành thứ hai là ngành dầu khí thì PVS PVD cũng là vùng kháng cự có xu hướng là tích lũy lại, nên là một số nhóm chạy trước thì có thể sang tuần là tích lũy một hai phiên, nó vượt qua được các cái vùng đó thì nó tiếp tục quá trình đi lên. Còn các cái cổ phiếu mà mới tạo đáy hai đi lên như là vừa phân tích như cái nhóm FCN đúng không, như cái nhóm PEP đúng không, hoặc là PEP cũng là cái dạng là tạo đáy sau đi lên, nên các cổ phiếu này có thể tuần sau vẫn là một cái tuần tích cực và vẫn có cái target đi lên các nhóm cổ phiếu này. Ok, đây là bản tin của thị trường chung và một số các cổ phiếu đã phân tích cho các bạn cũng tương đối đúng không. Còn về về cái bối cảnh vĩ mô thế giới thì giai đoạn hiện nay chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các chỉ số thế giới như Dow Jones chẳng hạn. Dow Jones là một trong những cái hiện tại bây giờ là yếu tố ngoại cảnh, thì trong cái tuần vừa qua liên tiếp là hai tuần liền, đây là hai đấy hai tháng liền rồi, Dow Jones liên tiếp 2 tháng liền rồi có cái kịch bản là giảm giá. Vậy, theo cái phương pháp đo nhịp và cái hiện tại thì chúng ta có thể là đo cái nhịp giảm của cái nhịp trước để chúng ta quy chiếu sang cái nhịp số 2. Chúng ta dự đoán của cái Dow Jones đợt này thì về nhìn chung thì vẫn là đang trong một cái xu thế giảm, chưa có cái triển vọng đi lên trong ngắn hạn, thì cùng lắm chỉ là những cái hồi phục thôi. Đấy là bối cảnh của thế giới, bối cảnh của chung. Thì chúng ta dùng phương pháp đo này thì có thể Dow Jones sẽ tiến về những cái vùng bên dưới, nó vùng sâu nhất ở đây là có thể là quanh ngưỡng 26 27, và cái hỗ trợ gần nhất đối với chỉ số trong cái sự điều chỉnh này đây chính là quanh cái vùng 30. 30 là cái hỗ trợ gần nhất, có thể về đây sẽ có một cái nhịp hồi phục đi lên. Đấy, hồi phục lên sau tiếp tục lại giảm xuống quanh cái vùng này, vùng 26 27 thì mới là đáy trong thời gian tới đây. Như đây là chắc tháng nên có thể là còn rất nhiều tháng nữa thì về cái mức đó. Còn về VNI đúng không? VNI chúng ta dùng những cái dài hạn hơn để chúng ta xem. Dài hạn như chắc tuần ở đây đúng không? Chắc tuần thì đây là một cái tuần hồi phục, nhưng mà về nhìn chung về xu thế đây là một xu thế là đang giảm, mà chỉ là một cái tuần hồi phục đầu tiên khi mà đã chỉnh về những cái vùng hỗ trợ rất là sâu rồi. Đấy, còn về tháng thì chúng ta thấy là đã mất cái mốc hỗ trợ rất quan trọng của tháng, đó là quanh cái ngưỡng ở vùng này là quanh cái ngưỡng là 1286. Đấy, 1286 gọi 1300 đi, 1286 cộng trừ. Đấy thì đã mất cái mốc như này, thì có thể là trong cái đợt này nó lại tiếp tục nó quay trở lại cái mốc đó để nó test, lại test và sau khi nó chạm được những mốc như vậy thì tiếp tục cái quá trình nó lại giảm giá tiếp. Đó, nên là về mặt dài hạn mà nói thì đúng không, chung và dài hạn mà nói thì cái chỉ số chúng ta chất tháng thì vẫn là đang một cái quá trình giảm điểm. Đây chỉ là những cái đợt hồi phục nhỏ trong những cây nến giảm điểm của tháng, nên là sóng này chỉ xác định là sóng hồi, nên là sóng hồi thì chúng ta chỉ đánh một cái tỷ trọng nó thấp
Đấy, rất nhiều người trong cái thời gian vừa qua cũng gỡ gạc, muốn gỡ gạc lại sau một quá trình mà bị giảm giá, thị trường chung giảm giá rất là dài từ cái vùng trên vùng dưới và muốn gỡ gạc, tức là rất nhiều người đã có ý định là sử dụng margin và thậm chí là đúng không, tất tay tài sản vào cái sóng hồi này để gỡ lại ra mất mát vừa qua. Thì nếu chúng ta dùng các phương pháp đó thì thực tế là chúng ta sẽ rất mạo hiểm trong giai đoạn hiện nay, bởi vì là đây chúng ta xác định là sóng hồi nên sóng hồi nó có thể thành công hoặc có thể thất bại và tính rủi ro nó rất là cao. Đấy, dự đoán thì mọi người dự đoán thì chỉ là dự đoán, nhưng mà cái thanh khoản, cái yếu tố dòng tiền trong các cái phiên tuần vừa rồi đúng không, nó không phải là quá mạnh mẽ, nên là những cái cơ hội và rủi ro trong giai đoạn này thì nó ngang nhau, nên là chúng ta không nên quá mạo hiểm khi chúng ta đặt cược tất cả các tài sản của mình vào một cái thế trận mà chúng ta không chắc chắn về nó. Đấy, chúng ta không chắc chắn đúng không, gọi là hồi hồi thì chúng ta chỉ xác định là chúng ta vớt vát được phần nào thì chúng ta vớt vát, nhưng còn đương nhiên một cái trend chính chủ đạo của chúng ta đó là một cái trend giảm rồi, chúng ta phải xác định nhau một cái trend này là trend giảm giá đúng không, còn đã giảm giá là chủ đạo, còn hồi lên thì chúng ta được ăn được bao nhiêu được, nứt được bao nhiêu được, còn không được thì chúng ta cũng xác định chúng ta phải rời cuộc chơi nếu nó vi phạm nguyên tắc quản trị vốn của chúng ta. Nên là cái việc chúng ta cá cược toàn bộ tài sản vào một cái nhịp sóng hồi để chúng ta gỡ lại, đó là một hành động mà nó rất phiêu lưu và rất mạo hiểm, hành động đó không được khuyến khích trong cái đợt này đúng không, chúng ta chỉ đánh một phần về một phần tỷ trọng nhất định và chúng ta gỡ lại được những cái phần mà chúng ta đã mất trong thời gian trước đó. Rồi, ok, đó là các bản tin phân tích nhận định, bản tin gửi đến cho các bạn trong cái kế hoạch tuần tới. Các bạn xem cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để cập nhật các cái thông tin mới nhất đúng không, các video mới nhất trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào các bạn.